Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái gói mà siêu kali 7749, gói 50g, 50g, 50g cho một gói này, sản phẩm của công ty Rồng Đại Dương nhé. Nếu sử dụng cho cây công nghiệp và cây ăn trái thì một gói này được một bình 20 lít, còn nếu mà sử dụng cho cây công nghiệp, sử dụng cho cây rau màu, những cái loại cây rau màu lấy quả thì một gói này được 2 bình nhé. Cây lúa thì cũng dùng được khoảng tầm 1 bình thôi. Đối với lúa thì các anh chị có thể sử dụng vào cái thời điểm mà lúc lúa đang làm đồng cho đến khi trổ đều nhé. Còn với cây công nghiệp, cây ăn trái hoặc cây rau màu lấy quả thì các anh chị có thể sử dụng trước khi ra hoa và khi cây đang nuôi trái đều sử dụng được nhé. Một gói này nếu dùng cho cây công nghiệp, cây ăn trái, một gói 1 bình. Còn nếu mà dùng cho cây rau màu lấy quả như rau dưa, dưa, ớt và những loại quả, cây rau lấy quả ấy, thì một gói này làm được 2 bình đeo lưng. Thành phần của nó gồm có đạm và lân lần lượt là 7% và cùng với kali là 49% nhé. Với lại trong này nó có thêm cả những cái vi lượng khác nữa, giúp cho cây chống rụng hoa, rụng trái, rụng hạt, to trái, to tròn, ngọt. Như lúa thì nó sẽ giúp lúa nảy và chắc hạt nhé. Nếu sử dụng trên cây ăn trái và cây công nghiệp thì nó sẽ giúp tạo mầm, tạo hoa, tạo nụ hoa mập, ra hoa đồng loạt và tăng khả năng đậu trái này, chống rụng hoa và trái non, giúp to trái, bóng đẹp trái đối với những cây lấy quả. Còn với những cây lấy hạt thì nó sẽ giúp là chắc nhân và nặng hạt. Còn với cây hoa màu thì nó sẽ giúp là phân hóa mầm hoa, cho ra hoa sớm, tăng đậu trái và lớn trái, tăng chất lượng của hoa màu nhé. Lúa thì nó sẽ giúp làm đồng, nuôi đồng và trổ nhanh, đều, trổ thoát và chống lốp đổ này, và chống nghẹn đồng, hạt lúa nảy chắc, vàng sáng, chín đồng loạt. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Nếu như cô chú anh chị em có nhu cầu sử dụng cái gói siêu kali này thì cũng có thể là liên lạc với em qua 2 cái số ở trên màn hình đấy nhé. Cái số bên trên này là có Zalo này. Một gói sử dụng được khoảng từ 1 đến 2 bình, giá của nó chỉ khoảng 10.000 đồng thôi. Cô chú anh chị em cũng có thể là bấm nút đăng ký kênh em để theo dõi những video mới khác nữa nhé. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.